Màn trình diễn trang phục kén em của Khánh Vân lọt top trẻ đỉnh. Ô trình diễn trang phục dân tộc của Khánh Vân tại Miss Dịu Nải Ý Tờ đã xuất sắc lọt top thịnh hành trên YouTube Việt Nam sau hơn một ngày đăng tải. Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân tiếp tục tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên con đường chinh phục vương miện Miss Universe. Màn khoe sắc trong trang phục kén em ở phần thi Nation nổ cổ sùng của cô nàng đã lọt top trẻ đỉnh YouTube. Thông tin sau khi được chia sẻ khiến khán giả vô cùng vui mừng và tự hào, màn trình diễn trang phục dân tộc của Khán Vân tại Miss Universe lọt vào top trẻ đỉnh. Sau hơn một ngày đăng tải, video ghi lại màn thể hiện bùng nổ của Khánh Vân với kén em ở vòng thi Nation nổ cổ sùng đã đạt vị trí thứ 40 trên top trẻ đỉnh. Bên cạnh đó, tính đến sáng ngày 16 tháng 5, video đã thu hút hơn 476.000 lượt xem và hơn 10.000 lượt like. Những con số đáng mừng cho thấy sự quan tâm của đông đảo khán giả với đại diện nước nhà tại Miss Universe. Đồng thời, thành tích trên còn chứng minh được Khánh Vân đã chinh phục trái tim của hàng nghìn khán giả và tạo được hiệu ứng truyền thông lớn thông qua cuộc thi lần này. Khánh Vân nổi bật trên sân khấu Miss Universe trong trang phục kén em. Công chúng cả nước đang dành sự chú ý đặc biệt cho Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe. Không chỉ video liên quan đến cuộc thi mà các buổi phát trực tiếp của mỹ nhân sinh năm 1995 cũng thu hút lượt xem khủng. Mới đây, Khánh Vân đã có buổi lịch dễ ảm nhỏ trò chuyện cùng khán giả. Chỉ trong vòng 9 phút, buổi phát trực tiếp của nàng hậu đã ghi nhận con số hơn 100.000 người xem. Chưa dừng lại ở đó, trong toàn bộ phần live chỉ kéo dài khoảng 20 phút, số người xem hiển thị từng lên đến 131.000. Khánh Vân thu hút lượt xem khủng tại buổi phát trực tiếp. Ảnh, chụp màn hình. Khánh Vân đã xuất sắc hoàn thành đêm bán kết tại Miss Universe vào sáng ngày 15 tháng 5, theo giờ Việt Nam. Đại diện Việt Nam đã có phần thi vô cùng trọn vẹn trong 3 phần thi, chào sân, trang phục áo tắm và dạ hội. Cô nàng được khen ngợi vì màn cắt toát cực đỉnh trên sân khấu, đặc biệt là những cú xoay váy thần sầu. Khánh Vân cũng gây ấn tượng khi xây dựng hình tượng hoàn hảo. Từ kiểu tóc, lối trang điểm cho đến trang phục đều vô cùng đẹp mắt, khó có thể tìm ra được khuyết điểm nào. Khánh Vân sẽ bước vào chung kết Miss Universe vào sáng ngày 17 tháng 5, theo giờ Việt Nam. Nàng hậu đã có những màn thể hiện rất ấn tượng. Cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Fan sắc đẹp đang đồng lòng hướng về Khánh Vân, hy vọng cô sẽ có được những thành tích cao xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.